Chào mừng các bạn đã đến với Thế giới xe cho bé Bongkids. Dạo gần đây thì có rất là nhiều những phụ huynh khi mà gọi đến cho Bongkids là muốn mua một cái dòng xe ô tô điện mà có thể chở được hai bé, nhưng mà đang phân vân không biết lựa chọn dòng xe nào. Thì hôm nay Bongkids xin review chi tiết cho các bạn xem một cái dòng xe ô tô điện mới mang tên CL-908. Đây là dòng địa hình siêu khủng với gầm cao, 4 bánh to, là một trong những cái dòng xe 2 chỗ rộng nhất bây giờ. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết về các cái bộ phận ở trên táp lô để cho các bạn xem này. Tất cả các cái nút quan trọng nhất thì đều được tích hợp ở trên cái táp lô này. Ngoài cùng phía bên tay phải thì các bạn có thể nhìn thấy là thiết kế dạng một cái cốc, cốc này thì có thể đựng bình nước, bình sữa. Tính đến thời điểm này thì CL908 là dòng xe duy nhất thiết kế cái cốc này nhé. Bên cạnh đây chính là mạch nhạc, tất cả các cái nút quan trọng thì đều được nằm ở trên cái mạch nhạc này. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết từng cái bộ phận trên cái mạch này nhé. Chính giữa đây chính là nút bật tắt này, các bạn có thể nhìn thấy chữ Start Stop này, bật tắt và tạm dừng. Bên tay phải là trên cùng là nút chọn chế độ đi tiến. Mình ấn vào cái nút trên cùng, ấn chân ga, xe sẽ đi tiến. Đó. Ấn vào cái nút tiếp theo, tên nút thứ 2 này, ấn chân ga, xe sẽ đi lùi. Đó, đây là dòng xe chạy 4 động cơ ắc quy 12V cho nên chạy êm, nhanh, dần đều, không giật, có thể đi tốt trên mọi cung đường này. Cái nút thứ 3 đây là nút chọn chế độ bập bênh. Khi mà mình chọn chế độ bập bênh này thì xe nó sẽ rung tại chỗ. Chức năng này thì hoàn toàn phù hợp cho các bé dưới 2 tuổi, có thể vừa vui chơi trên xe để ăn. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, do là hai bạn ngồi tương đối là nặng cho nên là nó rung nó sẽ chậm hơn, là nếu mà một bé thì rung nó sẽ mạnh hơn. 3 cái nút ở đây, chờ mình tắt cái này, mình tắt cái bập bênh thì mình ấn lại vào nút này nhé. Còn 3 cái nút ở phía bên tay trái này, 2 cái nút trên cùng nhé. Nếu mà các bạn ấn nhấp nhả thì nó sẽ là next bài, tức là chọn bài hát này. Còn nếu mà ấn giữ nhé, ấn giữ V cộng thì nó âm lượng tăng này, ấn giữ V trừ nó âm lượng giảm này. Đó. Và cái nút phía dưới cùng đây là bật tắt đèn nhé các bạn nhé. Nó sẽ có chế độ bật đèn này, bật đèn sáng này, hoặc là đèn nhấp nháy này, hoặc là tắt, nó sẽ nằm ở cái nút dưới này. Và đây là cổng kết nối USB AUX để bé thỏa sức nghe những cái bài hát bé yêu thích. Nếu mà trong trường hợp bé không muốn nghe những cái bài hát mà có sẵn ở trong xe thì bố mẹ cóp nhạc vào USB để cắm vào đây thì nó sẽ phát ra xe. Còn cái phía bên trên này là công tơ mét mô phỏng này, sáng cũng rất là đẹp giống như xe thật. Và đây là cột báo pin này. Khi mà mình sử dụng thì cái đèn này nó sẽ giảm dần. Từ 100%, 75%, 50% và 25% nó sẽ giảm dần đi. Và đây là vô lăng. Vô lăng của dòng xe 908 được thiết kế cũng tương đối cá tính. Trên vô lăng thì có được tích hợp thêm cái nút nhạc và còi. Mình muốn tạm dừng nhạc thì mình ấn một nút vào đây nha các bạn nhé. Đấy. Các bạn ấn nhấp nhả thì nó sẽ là tạm dừng nhạc này, và ấn giữ thì nó sẽ là bật tắt xe. CL908 là dòng xe 2 chỗ rộng. Đây mình có thể quay cho các bạn xem hình ảnh 2 bé nhà mình ngồi này. Một bé là hơn 8 tuổi và một bé là hơn 4 tuổi. Cũng ngồi tương đối là thoải mái. Và bây giờ mình sẽ điều khiển để cho các bạn nhìn. Đây mẹ điều khiển cho. Đây là chiếc điều khiển từ xa, điều khiển từ, nhưng mà có thể bắt được cái khoảng cách tới 20-30 m, rất là tiện dụng. Trên điều khiển có tiến lùi, quay trái, quay phải theo chiều mũi tên này, S là tăng giảm tốc độ và P là tạm dừng này. Đây các bạn nhìn mình điều khiển nhé. Đi tiến này. Đây các bạn có thể nhìn thấy là 2 bạn nhà mình đang ngồi đây là rơi vào tầm khoảng hơn 40 cân như các bạn nhé, tầm khoảng 45 cân. Đấy, nhưng mà khi mà mình đi các bạn có thể nhìn thấy là đi cực kỳ tốt luôn. Đó. Quay trái quay phải này. Mình thử lại để cho các bạn nhìn nhé. CL908 là được đánh giá là một trong những cái dòng xe mà chạy tốt nhất bây giờ. Đó, đây các bạn có thể nhìn thấy là khi mà mình nhả ra nhá thì xe nó sẽ chạy theo quán tính một chút và nó dừng lại. Đấy, cho nên là xe nó không bị giật. Đây là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến dòng xe CL908. Nếu mà bố mẹ nào mà có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới dòng xe CL908 thì có thể liên hệ trực tiếp với shop qua số 0989348280. Hiện tại thì Bongkids đang có cơ sở Hà Nội và Hồ Chí Minh, cho nên là bố mẹ có thể gọi ghé trực tiếp cơ sở Hà Nội và Hồ Chí Minh để xem hàng, hoặc có thể liên hệ trực tiếp hotline của số shop để đặt hàng. Nếu bố mẹ có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dòng xe này hoặc là một cái dòng xe nào đó dành cho bé thì có thể liên hệ trực tiếp với Bongkids. Bởi vì Bongkids ngoài dòng xe này ra thì Bongkids còn khoảng 300 mẫu xe khác. Tất cả các dòng xe phù hợp cho bé từ sơ sinh cho tới 8 tuổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của shop. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành.